đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước nhân dịp năm mới 2018 và đón Tết cổ truyền Mậu Tuất. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi thân ái gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thay mặt nhà nước và nhân dân Việt Nam, tôi trân trọng chúc nhân dân và bầu bạn khắp năm châu một năm mới hòa bình, hữu nghị, hạnh phúc và thịnh vượng. Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, năm qua toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt lên khó khăn thử thách, đạt được những thành tựu nổi bật toàn diện, nhất là về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng. Thế và lực uy tín của đất nước tiếp tục được nâng lên, khẳng định bản lĩnh trí tuệ Việt Nam được toàn dân đồng tình ủng hộ, dư luận quốc tế đánh giá cao, tạo không khí phấn khởi trong xã hội, đưa đất nước ta tiếp tục phát triển bền vững. Năm mới xuân về, Tết đến mang theo những điều tốt lành. Với quyết tâm mới, khí thế mới, sức sống mới, niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và tương lai tươi sáng của dân tộc, mỗi người Việt Nam chúng ta hãy phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, chung sức đồng lòng, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua, giành được nhiều thắng lợi mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giữ gìn hòa bình, ổn định, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ trên thế giới. Năm mới, thời cơ mới, vận hội mới, động lực mới, chúng ta nhất định sẽ thành công. Chào thân ái.